Xin chào các con, xin chào Đậu Đỏ. Hôm nay cô sẽ dạy cho các con bài tập đọc số 3 ha. Ở bài tập đọc số 3 này các con sẽ học một nguyên âm mới, đó là nguyên âm E. Các con học tiếp 3 phụ âm mới, đó là phụ âm V, phụ âm L và phụ âm H. Trước khi cô dạy cho các con kiến thức mới này, cô sẽ ôn tập lại kiến thức cũ cho các con ha. Ở bài số 1 thì các con được học một nguyên âm, đó là nguyên âm E. Đây là nguyên âm đầu tiên các con được học, đúng không? Và các con cũng được học một phụ âm đầu tiên, đó là phụ âm B. Đến bài số 2 thì các con được học 5 dấu trong tiếng Việt, đó là dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã và dấu nặng, đúng chưa? Hôm nay cô sẽ ôn lại cho các con một xíu. Bây giờ cô sẽ bấm cho các con nguyên âm E, đặt thêm các dấu tạo thành tiếng gì, từ gì thì các con đọc cho cô nghe ha. Đầu tiên đây là chữ é, đúng rồi, e sắc é. Đây là chữ e, e huyền e. Đây là chữ e, e hỏi e, đúng rồi. Đây là chữ e, e ngã e. Đây là chữ e, đúng rồi, e nặng e. Bây giờ cô bắt đầu ghép phụ âm B và chữ E để tạo thành chữ B. Đây là chữ B. Sau đó thì cô ghép chữ B lần lượt với 5 dấu và các con đọc giúp cô ha. Đây là chữ bé, đúng rồi, bờ, e, bờ, e, bê, bê sắc bé. Đây là chữ bè, đúng rồi, bờ, e, bờ, e, bê, bê huyền bè. Đây là chữ bé, đúng rồi, bờ, e, bờ, e, bê, bê hỏi bé. Đây là chữ bé, bờ, e, bờ, e, bê, bê ngã bé. Đây là chữ bé, bờ, e, bờ, e, bê, bê nặng bẻ. Giỏi lắm. Tiếp theo cô sẽ ghép hai tiếng với nhau nha con nha. Đầu tiên là chữ bê ghép với chữ bê tạo thành từ bê, bê, đúng rồi. Nữa, chữ bê ghép với chữ bé tạo thành bê, bé, giỏi lắm. Tiếp nữa, chữ bé ghép với bé tạo thành bé, bé, giỏi. Chữ bè ghép với bè tạo thành bè, bè, giỏi. Chữ bé ghép với bè tạo thành bé, bè, giỏi. Bé, bé tức có nghĩa là con bé gãy một bẻ cây ha. Bé, bé tức là con bẻ một vật gì đó và vật này là một bẻ cây thì con gọi là bẻ, bẻ. Rất giỏi. Giỏi lắm các con phải thật giỏi như vậy thì cô mới dạy tiếp bài mới cho các con được. Vì các con đã học thật giỏi bài cũ nên cô sẽ dạy cho các con một nguyên âm mới để tặng quà cho các con nha. Đây là nguyên âm E. Để vẽ được nguyên âm E, các con chỉ cần vẽ cho cô nguyên âm E, sau đó đội nón cho nguyên âm E bằng cách vẽ cho nguyên âm E một cái nón tên là dấu E. Để vẽ được dấu E, các con chỉ cần vẽ một gạch xiên lên thật ngắn thôi, sau đó vẽ một gạch xiên xuống thật ngắn tạo thành chiếc nón thật xinh xắn tên là chiếc nón dấu E.
đội lên trên đầu của chữ E thì chúng ta sẽ vẽ được chữ E. Cô đọc chữ E thật là to rõ cho các con nghe ha. E, 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 chữ E, giỏi lắm. Sau chữ E, cô sẽ dạy cho các con phụ âm V, V, V. À, để vẽ được phụ âm V này, các con vẽ cho cô một đường xuyên xuống. Nhưng đường xuyên xuống này dài cho cô một chút ha. À, đường xuyên xuống, rồi sau đó vẽ một đường xuyên lên, tạo thành một chữ V. Chữ V, chữ V, chữ V. Chữ V này còn có một tên mới, đó là chữ V, chữ V, chữ V. Vậy các con nghe ai nói chữ V hoặc là chữ V thì hai chữ này là một nha con nha. Chữ V còn có một tên khác, đó là tên V. Phụ âm thứ hai mà các con sẽ học trong hôm nay đó là phụ âm L. L, L. Để vẽ được chữ L thì các con chỉ cần vẽ cho cô một dấu gạch đứng và thật là cao ha, cao bằng cái lưng của chữ bờ vậy đó. Các con tạo được chữ L. Chữ L này không có tên khác các con ha. Chữ L này chỉ có một tên thôi, đó là chữ L. Chữ L, chữ L. Giỏi. Phụ âm thứ ba hôm nay con học đó là chữ H. Chữ H, chữ H. Chữ H này còn có một tên khác, tên là H. H, H. Vậy con nghe ai nói chữ H thì con biết đó là chữ H ha. Chữ H là tên khác của chữ H. Bây giờ cô sẽ dạy cho con cách ghép chữ L và chữ E để tạo thành chữ Lê. Đây là chữ Lê. Vì sao lại là chữ Lê vậy con? Để cô đánh vần cho con nghe. L, E, L, E, Lê, Lê. Cô bỏ dấu lên chữ Lê ha con ha. Đây là chữ Lé, Lé, Lé. Vì sao lại là chữ Lé vậy con? Để cô đánh vần cho con nghe. L, E, L, E, Lé, Lé sắc Lé. Tiếp theo đây là chữ Lè, Lè, Lè. Vì sao lại là chữ Lè vậy con? Để cô đánh vần cho con nghe. L, E, L, E, Lê, Lê Huyền Lè. Chữ này, chữ Lẻ. Vì sao lại là chữ Lẻ vậy con? Để cô đánh vần cho con nghe. L, E, L, E, Lê, Lê hỏi Lẻ. Còn chữ này, chữ này là chữ Lễ. Vì sao lại là chữ Lễ vậy con? Để cô đánh vần cho con nghe. L, E, L, E, Lê, Lê ngã Lễ. Giỏi lắm. Cuối cùng đây là chữ Lệ. Vì sao lại là chữ Lệ vậy con? Để cô đánh vần cho con nghe. L, E, L, E, Lê, Lê nặng Lệ. Giỏi lắm. Hôm nay con đã cố gắng để học một nguyên âm mới, đó là nguyên âm E. Học được ba phụ âm mới, đó là V, L và H. Sau đó con biết cách
ghép chữ L với chữ E tạo thành chữ le và đặt 5 dấu lên trên chữ le để tạo thành chữ lé, lè, lẽ, lẽ và lẹ. Như vậy đã là giỏi lắm rồi đó. Tạm biệt các con, chúc các con học thật giỏi để có thể làm việc thật tốt và giúp ích được cho người khác các con nhé.